thi hội thượng phần Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà ra đi nam mô ha ra đà na na ra và ya nam mô a di đà bà lo khế thượng ba ra gia bồ đề tát đó bà gia ma tát đó bà gia ma ca lô ni dạ tam bạn ra và duệ số đa đa đang tỏ nam mô tam kiết lạc đó hay mong a di đà bà lo kiên đa phật ra lân đà bà nam mô na ra cẩn trì hê rì ma bà đa sa mê tát bà ta độ du bằng thế dân tát bà đa na ma và cha ma vàng đàn đấu ra điện thang a bà lộ hê lô ca đê ca ra đê y hê rì ma bồ đề tát đô tát bà tạng bà ma ra ma ra ma hê ma hê rì đà dân câu lô yên mong độ lô bà xà giá đê ma bà xà ra 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 đi rì ni na phật na ra già ra già ra ma ma phàm ma ra mụng đế là gì hê di hê thần na ha ra xong phật ra xa lợi phật tha phật xong phật ra xa gia rì tất rì tô đô tô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế rì gia na ra cẩn trì địa rì sanh ni na ba già ma na ta bà hạ tăng đa già ta bà hạ ma hạ tất đa già ta bà tất đa ra gia ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng ma mục khê gia ta bà ta bà ma ha tất đa gia ta bà giải kiết ra ha tăng ra gia ta bà ba đà bà hiện tất đà gia ta bà na ra cân trì bà đà ra gia ta bà ma bà lợi thân y ra gia ta bà nam mô hắc ra đa na đa đa gia gia nam mô a di đà bà lo y đế thức bằng gia ta bà tất điện đô mạng đa ra bà xà dạ ta bà an tân điện đô mạng đa ra bà xà dạ ta bà an tất điện đô mạng đa ra bà xà dạ ta bà nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư mâu ni phật muôn bần đại chúng đồng niệm khai kinh kệ vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan thao ngộ ngà kim kiên văn đất thọ trì quyền giải Như Lai chân thiệt nghĩa nam mô hồng danh hội thượng phật bồ tát nam mô hồng danh hội thượng phật bồ tát nam mô hồng danh
danh hội thượng Phật Bồ Tát. Hồng danh Bồ Sám Nghi Thức Đại Từ Đại Bi Mạng Chúng Sanh Đại Hỷ Đại Xá Tế Hàm Thức Tương Hảo Quang Minh Dĩ Tự Nghiêm Chúng Đặng Chỉ Tâm Quy Mạng Lệ Nam Mô Quy Kim Cang Thượng Sư Quy Nhi Phật Quy Pháp Quy Tăng Ngã Kim Phạn Tâm Băng Dị Tự Cầu Nhân Thiên Vương Báo Thanh Văn Duyên Gia Đại Chí Quyền Thừa Chư Vị Bồ Tát Di Tối Thượng Thừa Pháp Bồ Đề Tâm Nguyện Giữ Pháp Giới Chúng Sanh Nhất Thời. Nào ra la tam hiệu tam bồ đề nam mô quy y thà phượng tạc hư không giới nhân thiết chư phật nam mô quy y thà phượng tạc hư không giới nhất thiết tôn pháp nam mô quy y thà phượng tạc hư không giới nhất hiện tại tăng nam mô Như Lai ưng cúng tranh biến trì minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn Bồ Quang Phật nam mô Vô Minh Phật nam mô Vô Tình Phật Nam Mô Đà Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật Nam Mô Chiên Đàn Hoạt Phật Nam Mô Ma Ni Tràng Phật Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bản Tinh Phật Nam Mô Nhân Thiên Tăng Giang Nhạo Kiên Thượng Đại Tinh Tăng Phật Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật Nam Mô Huệ Cử Chiếu Phật Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dòng Minh Phật Nam Mô Đại Bi Quang Phật Nam Mô Tự Lực Hương Phật Nam Mô Tự Tạng Phật Nam Mô Chiên Đàn Khúc Trang Nghiêm Tăng Phật Nam Mô Thiền Điện Độ Phật Nam Mô Thiện Nghi Phật Nam Mô Hoàng Trang Nghiêm Dương Phật Nam Mô Kim Hoa Quang Phật Nam Mô Bảo Ca Chiếu Không Tự Tại Lực Dương Phật Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật Nam Mô Lu Ly Trang Nghiêm Vương Phật Nam Mô Phổ Hiền Sắc Tấn Quang Phật Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật Nam Mô Hạng Phụng Chúng Ma Dương Phật Nam Mô Tại Quang Minh Phật Nam Mô Trí Tuệ Tăng Phật Nam Mô Di Lạc Tiên Quang Phật Nam Mô Thiện Tình Nguyện Chí Vương Phật Nam Mô Thệ Tịnh Quang Phật Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Dương Phật Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật Nam Mô Huệ Tràng Thắng Dương Phật Nam Mô Sư Tử Hậu Từ Tại Lực Dương Phật Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật Nam Mô Thượng Quang Tràng Phật Nam Mô Quang Thế Đăng Phật Nam Mô Huệ Oai Đăng Dương Phật Nam Mô Pháp Thắng Dương Phật Nam Mô Tổ Di Quang Phật Nam Mô Tu Ma Đa Hoa Quang Phật Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoàng Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thanh
thanh tịnh đại ai dùng Bồ Tát. Nam mô thanh tịnh đại ai dùng Bồ Tát. Nam mô a thanh tịnh đại ai dùng Bồ Tát. Nguyện sanh về cõi Bảo Liên, là nơi cực lạc ở miền Tây Phương. Đến khi thọ mạng vô thường, thì giải phóng ngọn hào quang rước liền. Biết bao phương đứng nhớ duyên, đã về cực lạc còn phiền nào. Chỉ sự vui trời cũng trăng bì, đêm đêm không tha ngày ngày vui chơi. Lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu. Tịnh độ thông tán công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ huyền. Giờ giờ dùng sanh to vàng vô lượng qua phật sáng quyền tiêu tam trường trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chân minh liều phổ nguyện tội chương đăng tiêu trừ thế thế thượng anh Bồ Tát đạo. Quyền sanh Tây Phương tịnh độ chúng cổ phẩm liên hoa vi phù màu qua khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bạn lữ nguyện gì thứ công đức cầu cảm ơn nhân thiên ngã đang dựng chúng sanh giải cộng thành Phật đạo. Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Phục nguyện Phật từ quảng đại cảm ứng vô sai Di Đà Tiếp Dẫn Địa Tạng Lai Nghinh. Thơ kim thi dĩ sắc tướng thề chí đệ huệ phóng ngọc hào quang. Tiếp dẫn phụng dị quả giáng tân hương linh cố Phật tử thọ tam quy giới pháp danh thiện giác. Thế danh trần triều thái hương dương ngũ thập tam thế dạng ư quý máu niên thập nhị hoàng. Sợ tam nhật kia thời quy tây. Nguyện hướng linh lai nghệ Phật tiền giảng kinh thính pháp tốc thoát u đồ tổ diệt phước sanh. Về đây hướng linh lễ Phật quy giải nghiệp xưa cho hồn được nhẹ nhàng. Nghe kinh kệ hồn mau siêu thoát. Cập kỳ nguyện kỳ an đăng đắng tan môn hiếu quyến con hiền cháu thầu. Tình thế trần thị nhanh hiếu nam trần tuấn khanh hiếu nữ trần thị như thấu. Hiếu tuất đinh thị thanh nhã ngoại gái trần thị như ý thân xu khương thới mạng dị bình bình an bốn mùa khỏe mạnh. Sở nguyện tỳ tâm các tường như ý phổ nguyện âm siêu dương thành. Lượng lợi tồn giống pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quý Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Từ quý Tăng đương nguyện chúng sanh
thông lý đại chúng nhất tiết vô ngại. Tiểu diệu trần thế giới khoái lạc bảo liên đài, hiệp trưởng thế tôn tiền Như Lai thân thọ ký, Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Siêu Lạc Độ Bồ Tát, Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Tát. Văn kinh dĩ mạng pháp sự châu viên, hồi nghệ hướng linh la lai nghệ linh tiền. Nam mô linh tự tọa Bồ Tát, Nam mô linh tự tọa Bồ Tát, Nam mô linh tự tọa Bồ Tát Ma Ha Tát. Tạng môn yêu quyến đại bì hướng linh kiện thiền khởi thân lễ tạ Thế Tôn Tam Ba. Lễ thành thói ban. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng, cùng quý thiện hữu nam nữ Phật tử đạo tràng chùa Vĩnh Khánh, chùa Vĩnh Tường, của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Thì hôm nay tăng gia hiếu chúng con, chúng con là con của Phật tử Thọ Tam Quy pháp danh Thiện Giác, thế danh là Trần Triều Thái. Thì cũng mãn duyên trần, ba con xả bỏ thân tứ đa, thân giả tạm trở về với cõi Phật. Và trong niềm mất mát, đau thương to lớn đó, cũng được sự tận tình hướng dẫn của chư tôn thiền đức tăng chùa Vĩnh Tường, cũng như cũng được đạo tràng chùa Vĩnh Tường, chùa Vĩnh Khánh, cũng như nam nữ thiện hữu với Phật tử gần xa đến đây. Trước là chia buồn cùng ba con, sau nữa xin nhờ lời kinh tiếng kệ oai lực của Tam Bảo, thì từ gia hộ cho hương linh của ba con sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc. Và hôm nay thì tăng gia hiếu quyến của chúng con cũng không biết nói gì hơn, trước chư tôn thiền đức tăng cũng như đạo tràng, chúng con một lần thành kính cảm niệm và tri ân công đức của chư tôn thiền đức tăng, cũng như quý nam nữ Phật tử đạo tràng của chùa Vĩnh Khánh và chùa Vĩnh Tường tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đã không ngần ngại đường xá xa xôi cũng như thời gian quý báu đến đây để kỳ siêu cho ba con. Một lần nữa chúng con xin thành kính cảm niệm và tri ân công đức của chư tôn thiền đức và đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Và ngay giờ này thì con cung thính mời đạo tràng chúng ta phía ra phía ngoài nhà khách để dùng nước và dùng cơm với gia đình. A Di Đà Phật.